Rồi, xin chào anh chị và các bạn ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích thêm cái thị trường Forex và đồng thời chứng khoán Mỹ ngày hôm nay vào ngày 6 tháng 9 2019 vào lúc 10 giờ 14 phút ha. Rồi, bây giờ như chúng ta sẽ theo dõi về thông tin cơ bản. Thí dụ như ngày hôm nay chúng ta xem thông tin cơ bản nè. Thì tối nay có những thông tin rất là quan trọng, đó là vào lúc 7 rưỡi thì chúng ta sẽ thấy là có bảng lương phi nông nghiệp ha, tin này khá là quan trọng trong hàng tháng. Thì bây giờ tới chiều hầu như là những cái cặp sản phẩm, ví dụ như là cặp đồng yên nè ha, đồng yên này nói chung là sáng này nó có tin nhưng mà tin cũng yếu thôi. Rồi còn các cái đồng tiền khác, ví dụ chiều nay có euro và đồng tiền sỉ hoặc bảng Anh, đại loại là những tin này nó tin cũng bình thường chứ không quan trọng lắm. Tối thì có non-farm, do đó hầu như bây hôm nay thì mọi thông tin nó đều kỳ vọng chờ đợi vào trong cái tối nay là non-farm, và đồng thời là 11 giờ 30 tối thì sẽ có phát biểu của chủ tịch Fed là ông Powell. Thì đó là những thông tin quan trọng mà ngày hôm nay chúng ta cần lưu ý. Ngày hôm qua thì với thông tin rằng là Trung Quốc đang muốn tái đàm phán về thương mại với Mỹ một lần nữa trong tháng tới, thì như vậy thì làm cho những cái dấu hiệu tích cực, đặc biệt là chứng khoán Mỹ cũng tăng, đồng đô cũng khá là tăng khá là mạnh, nó khá là đẹp. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích về cái diễn biến của thị trường ha. Thì bây giờ đặc biệt là hôm nay ta thấy có nhiều sản phẩm, nhưng có sản phẩm này có tiềm năng nè. Chúng ta thấy rằng đây là cái cặp UJ, tức là đô với yên. Trong ngày 3 tháng 9 thì tôi đã phân tích rằng là anh chị có thể mua vào, chúng ta bữa chúng ta mua ở đây và kế là coi như ngày hôm qua hôm kia chúng ta đã chốt lời rồi ha. Rồi hôm nay thì tín hiệu nó vẫn còn, khả năng chúng ta vẫn có thể mua tiếp vào vùng giá là 107.08. Thì mục tiêu nó xa hơn thì chúng ta có thể sử dụng công cụ này, chúng ta vẽ ra thì mục tiêu nó xa hơn, ví dụ như nó một cái mức cản gần nhất đó là 107.48, hoặc xa hơn nó sẽ là 108.42. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái mức cản đầu tiên tiếp cận nè, nếu hôm nay chúng ta mua ở vùng giá này 107.08 thì nếu mà chúng ta chạm mức cản này chúng ta chốt lời thì có nghĩa là 107.48 này coi như là phân 40 bip thì như vậy cũng được. Khả năng thì khi nó, nếu mà tin tốt thì nó sẽ giảm ở vùng cản này trước tiên, và đồng thời tối nay những thông tin tích cực nó ra nữa thì nó sẽ làm đồng đô tăng giá thêm, chứng khoán Mỹ cũng sẽ tăng lên, thì như vậy thì chúng ta cũng có thể chốt lại đây, hoặc là chúng ta sẽ kỳ vọng nó xa hơn, chúng ta mở thêm công cụ là pivot chẳng hạn, ví dụ pivot đây bây giờ đó. Đó, thì khả năng này chúng ta sẽ chốt lại ở mức cản ở trên pivot này, tức là cỡ như 107.71, được chưa? Vì chúng ta có hai mức cản, thứ nhất là 107.48 và xa hơn đó là 107.71 đối với cặp sản phẩm là UJ trong ngày hôm nay. Đó là gì mà các bạn hãy lưu ý mà chúng ta có thể thực hiện vào lệnh và chúng ta có thể chốt lại sớm ha. Dù đó còn mọi cái diễn biến khác thì nếu mà trong trường hợp nó kẹt lệnh chúng ta có thể duy trì thêm, không sao cả nha. Đó là cái chiến lược đầu tư cho cái cặp sản phẩm là UJ. Còn riêng về cổ phiếu Amazon thì trong những tuần trước là tôi đã phân tích liên tục. Trong những tuần trước là tôi đang phân tích liên tục và tôi đã kêu anh chị mua rồi, thì thấy là ngày hôm qua thì nó đã tăng khá đẹp, thì hy vọng rằng là với cái mục tiêu của mình là 101.900 thì coi như là chúng ta sẽ chốt lời. Đó là điều rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể cân nhắc duy trì trạng thái để chúng ta đạt được một mục tiêu tối đa. Bên cạnh đó thì tôi cũng có những khóa học online hoặc là offline, hoặc là khóa học offline và tuần sau phân tích cho chủ đề chúng ta là về Forex và đồng chứng khoán Mỹ mà có những tín hiệu rất là tuyệt vời. Anh chị và các bạn có thể vào trong website là hoangngocsơn.com hoặc là gọi các số hotline này, hotline ví dụ như là 0907 1253 này đây ha, hoặc là 0938 51098. Anh chị và các bạn có thể gọi hai số hotline này để anh chị và các bạn sẽ được hỗ trợ và đồng thời có thể đăng ký được những khóa học miễn phí của chúng tôi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video kế tiếp, và đồng thời nếu anh chị quan tâm hơn thì chúng ta sẽ gặp nhau ở khóa học offline. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.